Ayo, hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình là Tiểu Tử Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Xin chào tất cả những một em thiếu niên ba quy nha, lại là mình đây Tiểu Tử Đường Phố đây, rất vui các bạn ạ. Ok, quay lại clip ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu video thì chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên để lại mình một like và share, cảm ơn bạn rất nhiều. Ở lại video này thì mình sẽ làm lại một cái video hướng dẫn anh em cách nhập cốt và tổng hợp tất cả các cốt của code bên thiếu niên ba quy. Đồng thời mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em cách kiếm tướng đỏ ạ. Có một số anh em comment bảo là game bảo là 7 ngày nhận full tướng đỏ mà chả thấy tướng đỏ đâu ra. Cái này là do các bạn không biết săn rồi. Tướng đỏ bên game thực ra rất là nhiều luôn. Đây mình hôm qua mình chơi được có hơn một tiếng rồi anh em. Hôm qua vì bận công việc mình đang ở top 3. Mình tính đua ở top này cùng với bác Meli kênh ấy. Hai anh em rủ nhau chơi đây nhưng mà cái kết là mình hôm qua mình lại bận quá anh em không đua được. Đây giờ mấy anh em top đâu nhỉ? Mình quên mất cái chỗ xem top. Lúc sáng mình vừa mới xem đâu ta. Từ từ để mình xem. Mình nhớ mình vừa sáng mình xem top chỗ nào nhỉ, mình cũng quên mất luôn rồi. đại khái là top bây giờ. Đây đúng rồi. Đây anh em. Đây. Top 1 giờ đã 765 vạn lực chiến rồi các bạn. Thì đấy thì làm sao mà mình chơi được nữa. Thế nên là có khả năng mình phải chuyển qua server mới, nhưng mà cái này vấn đề này tính sau anh em. Cái vấn đề chuyển qua server mới thì tính sau. Đó. Còn đầu video hôm nay thì mình sẽ tổng hợp cho anh em cách làm sao để mà tổng hợp tất cả code cho anh em, đồng thời sẽ cách làm sao để kiếm được nhiều tướng đỏ nhất ạ. Đây thì mình mới chơi thì mình cũng có lạp qua thì cũng chỉ nhận được cháu Tôn Quyền thôi, thì mình cũng đã kiếm ngay được hai cháu đây anh em. Vừa mới chơi lúc đấy mình chơi được như tính ra qua mình chơi được có chưa đầy 2 tiếng các bạn, như hơn tiếng như mày. Đây là có Thái Tử Sư này, Hạ Đầu Đôn này, Hạ Đầu Đôn nữa. Đó là có hai tướng đỏ rồi, rất là ngon luôn, game thì rất là dễ kiếm luôn. Ok, giờ để nhập code cho anh em xem thì mình sẽ qua bên server mới chơi nha các bạn nhá. Giờ mình sẽ đăng nhập vào server mới cày đã. Rồi mình sẽ nhập code quay cho anh em xem hiện ra bên game có bao nhiêu code và cách nhập code ra sao. Ok. Ok, đây mình đã cày xong nha các bạn nhá. Mình đang cày ở S6 này. Ở bên qua bên các bạn qua server mới thì nói chung quà cáp thì rất là nhiều, mình đã qua luôn. Để nói luôn về vấn đề đó là tem đội thì mình vẫn nói từ hôm đầu mình chơi mình nói rồi. Theo bản thân mình thấy thì ở các dòng game của bên Tam Quốc Diễn Nghĩa trước giờ thì chúng ta đều khởi đầu với nhà Ngô, luôn luôn là một cái nhà tuyệt vời nhất anh em. Đó. Anh em nhìn ngay ở quà lập đầu đây cũng là Tôn Quyền. Đây, tướng đỏ Tôn Quyền đây anh em. Đó cũng là của nhà Ngô luôn, thì mình nghĩ các bạn nên khởi đầu với một tướng của nhà Ngô là tuyệt vời nhất. Ngoài ra ở phần phó bản này này. Cơ mình chưa đánh lên tí nó sẽ có một cái phần quà nhận ở bên góc màn hình nữa. Để tí mình đánh lên rồi mình quay luôn cho các bạn coi. Giờ chúng ta đi nhập code nha anh em nhé. Ok, về cái phần nhập code thì chắc mình cũng không phải nói nhiều qua thì các bạn cũng đã biết rồi. Đó thì anh em vào thì các bạn phải đăng nhập vào, sau khi đăng nhập xong thì bạn ấn vào phần gift code thì qua đây thì anh em bắt đầu chọn server. Đây ví dụ như mình đang chơi máy 6 này. Đó. Code của bên game hiện giờ hôm qua thì mình cập nhật thứ nhất có hai vấn đề là mình cập nhật bị thiếu anh em. Hiện giờ chúng ta có tới tận 7 cái code nha. Ngoài 7 code này ra thì có một code tặng tướng đỏ luôn, nhưng không hiểu lý do vì sao nhưng hôm qua khi mình nhập code thì nó lại không có anh em. Đó nên là mình hôm nay mình muốn làm một cái video nhập lại để thông báo cho anh em luôn. Đây, đó thì các bạn nhập thì khá là đơn giản thôi. Code bên game nhập rất là đơn giản, có 7 code đây. Mình có để dưới phần mô tả luôn đấy, anh em thì kẹp xuống đấy và xem ạ. 1 code, 2 code, 3 code, 4 code. Ngoài ra thì còn có code ở sự kiện đăng ký nữa, nhưng mà cái code này không biết là giờ còn dùng được không. Cái này thì chắc anh em phải vào đăng ký lại rồi các bạn tham gia thôi. Mình có một video hướng dẫn lần trước mình có làm từ cái đợt game luôn chưa ra mắt đó. Nếu như anh em đã xem thì các bạn có khi đã có code đấy rồi. Đấy. Ok, giờ mình nhập code đây nha. 3 code xong này. Tiếp tục đến code số 4 anh em. Đây. Nói chung game là đúng auto tướng đỏ anh em nhá. Auto tướng đỏ luôn ạ. Tiếp tục nào. Rồi. Tiếp tục. Đấy, code ngon lành ạ. Tiếp tục tiếp. Đây, code số 6. Rồi cuối cùng là code số 7 anh em. Đó, bên game hiện giờ mới chỉ có 7 code này thôi. Ngoài ra thì có 6 code kèm thêm, nếu như anh em có thể vào phần đăng ký. Cái này để hôm sau mình sẽ làm lại từ xem vào phần đăng ký mới xem là còn chỗ đấy còn nhận được code không. Nếu còn thì anh em tranh thủ qua đấy nhận thêm 6 code nữa anh em, khá là ngon. Giờ chúng ta vào game nhận quà nhá. Ok đây anh em, đó 7 bức thư đầu hàng nhá. Hôm qua mình nhập tận mười mấy code nhưng mà vẫn bị thiếu code không hiểu lý do, nhưng mà hôm nay thì đầy đủ này. Hôm qua khi bị lỗi anh em. Đây,
bảy quà anh em. Đây, có dương tướng đỏ này, hôm qua thì mình không có nhận được cái dương này anh em. Hôm qua mình không hề nhận được cái dương này. Nếu như bạn nào xem video hôm qua nhập code của mình không hề nhận được dương này, qua sự kiện nó bị lỗi nên nhập không được anh em. Đây, đây mới đúng là code bên game này các bạn này. Đấy. Rất là ngon luôn. Ủa, nó nhận nhanh rồi ta. Chắc chưa có à? Để mình cày thêm lúc nữa đã, để thêm một số sự kiện mình quay cho các bạn coi luôn. Ok, đợi máy nó chẳng có nút nhận nhanh các bạn, mình để nhận nút nhận nhanh cho nó đẹp nhưng mà không có anh em. Ok, đây mình nhận quà đây. Đây có chùy luôn này. Hôm qua mình nhận không được mấy món quà này. Đây hôm nay thì nhận được rồi. Đó. Đó thì mình tiện mình quay luôn cho anh em xem. Đây thì giờ mình sẽ nhận hết thư về nha các bạn nha. Rồi tỉ luôn anh em cách săn tướng đỏ ạ. Cũng như chọn tướng giai đoạn đầu này anh em chọn tướng một con tướng các bạn chọn sai thì coi như là các bạn sẽ hỏng hết giai đoạn sau luôn. Đây đây là các bạn phải cân nhắc vấn đề này. Tiếc cái thì mình bị mất thư anh em. Tiếc cái mất 6 quả cốt đợt săn ra. Nếu mà giờ còn 6 quả cốt đấy thì mình nghĩ nó sẽ ngon hơn nhiều. Ôi, giờ biết sao giờ, nó chạy nhầm server rồi anh em. Đây, ở đây thì anh em sẽ được lựa chọn một trong 3 tướng, bao gồm có chân cơ, bàng thống, đại kiều và hoa đà. Thì chắc chắn là mình bảo rồi, anh em nên chọn ngô anh em, đó là đại kiều. Con tướng các bạn đáng chơi nhất ở giai đoạn đầu luôn. Đó, nhất là bây giờ anh em nạp đầu nữa, đấy, có đại kiều, xong rồi có thêm một cháu. Hôm qua thì mình không nhận được mấy cháu này. Đây. Nhận mở thêm 5 tướng này nữa. Còn cách để kiếm nhiều tướng đỏ nhất hiện giờ thì đây anh em thấy vào phần chiêu mộ. Cái này thì chắc chắn nhiều bạn biết rồi nhưng mà mình thấy rất nhiều anh em vẫn hỏi mình không hiểu lý do. Ở đây anh em để ý nhá, liên tiếp 2 lần chắc chắn ra vó tướng đỏ, 9 lần là sẽ tặng một vó tướng đỏ anh em. Bây giờ những đợt sự kiện này nó mới ra nên là rút tướng đỏ nó dễ hơn ngày xưa, dễ nhá anh các bạn. Đây. Đây mình cần rút 10 phát giờ là mình có thêm một tướng đỏ nữa rồi, 100% thôi anh em. Đó, sẽ có thêm một cháu tướng đỏ, vấn đề là tướng gì thôi. Lỗ trúc này anh em này, tướng đỏ lỗ trúc đây. Đấy, thêm một cháu này. Đó. Đó, chúng ta đã có thêm một tướng đỏ rồi anh em. Tướng này hiện hiện nhà gì đây? Tướng này có nhà gì đây? Ra xem nào. Lỗ trúc mới về đâu? Đây. Nhà ngô luôn các bạn. Ui tuyệt nhờ. Có khi nào chơi đây luôn không các bạn? Tuyệt vời quá. Hay là chơi đây luôn đi. Đúng nhỉ, mình chơi luôn ở S6 đi các bạn. Làm luôn ở S6 luôn cho nó máu nha các bạn nhá. Nạp đầu quá kiểu luôn. Đây mình sẽ làm sơ sơ cho bạn xem. Mình sẽ lấy một phát bây giờ mình chọn 4 tướng đỏ luôn này. Đây mình sẽ làm phát lấy 4 tướng đỏ đâu nữa cho anh em xem. Đây nhận tướng này. Rồi tiếp tục chiêu mộ. Ừ bọn nó chưa về thư à. Đây mình nhận đấy các bạn nhận đấy. Rồi. Đây giờ mình sẽ làm sơ sơ là có ngay 4 tướng đỏ đấy anh em. Đấy. Các bạn cũng nên ủng hộ bên game nữa, bên VNV nữa, các bạn nên ủng hộ mình, các bạn nên ủng hộ bên VNV một xíu. Đó, anh em chỉ cần 20.000 thôi là các bạn cũng... Ui. Có khi mình chơi S6 này thật đấy các bạn. Quá trời tướng luôn này. Lại tướng cạn, một tướng đỏ của tôi đâu rồi? Của tôi à? Ui, lần này nó lại chơi mình rồi, nó không ra tướng đỏ cho mình, anh em nó bù lại cho mình 3 tướng cam. 9 lần nữa tặng vó tướng đỏ này. Không vui không vui. Đây anh em lấy thêm tướng mạnh này rồi tướng về. Rồi hoàn trả nhận thêm. Đây rất là nhiều quà để anh em nhận luôn ạ. Nhận rồi. Đây các bạn vào túi các bạn mở ra. Các bạn lấy luôn tôn quyền nữa là các bạn có thêm đó, một tướng đỏ nữa rồi anh em. Đấy. Vậy là sơ sơ mình đã có 3 tướng đỏ rồi đấy các bạn. Giờ thì anh em cày thêm tị nữa thì các bạn sẽ nhận tha hồ tướng nữa. Ngay như phần phó bản đây. Đây thì các bạn đây các bạn đã có thêm mạnh của một nhân vật nhà ngô luôn đấy nhá. Bên game nó ưu đãi nhà ngô rất là nhiều nên là mình nghĩ các bạn nên chơi nhà ngô đầu tiên. Đấy. Tí nó sẽ tặng luôn cho các bạn tướng ấy luôn. Đây. Nhạc tiến tí sẽ tặng luôn cho các bạn. Đó anh em chỉ việc chơi là nhận thôi. Tướng đỏ rất là dễ săn ở bên game luôn. Vấn đề là các bạn có săn hay không thôi. Chiến đấu thì săn thì kiểu gì cũng ra. Tôi sẽ làm qua đặc quyền VIP, có cái VIP không nữa mua luôn đi. Rồi. Đội hình. Đội đại kiều ra trận. Đấy, đại kiều. Trận. Tiếp tục, đổi tướng tiếp chứ. Hoán đổi tiếp anh em. Tôn quyền. Đấy. Tôn quyền ra trận anh em. Tiếp tục đổi tướng tiếp. Cuối cùng là nấu trúc. Uầy, tuyệt vời các bạn. Đấy, mới chơi mà đã có 3 nhà ngô này. Đấy, kích hoạt 3 nhà ngô này anh em này.
Đây cũng hình như đây cũng của nhà Ngô luôn chứ phải không? Nhà Ngô luôn này các bạn. Đó. Đấy vuốt xương xương giờ mình đã có 4 3 tướng đỏ rồi các bạn. Giờ anh em chịu khó cày nữa là lên đỉnh luôn. Mắt phê luôn ạ. Chắc mình cày ở S6 này luôn đấy. Cho gì anh em nào hứng thú thì chơi S6 này với mình luôn nhá. Mình sẽ cày bên này luôn đi. Ok, đó là cách nhận tướng đỏ cũng như là các thứ đó, thì anh em nào có hứng thú thì cứ làm thôi. Ok, ở đầu video này chắc mình cũng xin phép kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye. Giờ mình cày đã, đang hot các bạn, phê các bạn cày đã. Hôm sau sẽ khoe thành tích cho anh em sau nhá. Ok, còn đâu giờ cày đã các bạn nhá. Từ. Đâu rồi, để xem top, ở đây xem được top chưa? Từ để mình xem top đó các bạn, xem qua top. What? Chưa xem top à? Chưa mở top anh em. Ok đã vậy. Có gì sẽ khoe thành tích anh em sau ở video tiếp theo. Bye bye.